đấy nha nếu như mà mình muốn làm cái bio của tác giả trông như này này đấy ờ, cái cái ảnh này mình có thể co ra co vào như thế này được nhưng mà thường thì người ta sẽ không co như thế này người ta sẽ co như này nhưng vì nhưng mà uh, để cho nó kích thước cho nó phù hợp cho nếu như bài báo là không quy định chuẩn thì mình nhìn làm sao cho nó phù hợp cái cái ảnh kích thước của ảnh với cả chữ nó phải nó phải tương đối với nhau thì cách làm như sau đây ví dụ như là mình có một cái uh, cái như này nhá. Thế sau đó thì để để bây giờ mà đưa đưa xuống đây thì không được lại hỏng hết này. Đấy. Nên là cách làm sẽ như sau. Đó là click vào cái ảnh vào picture vào position xong vào bấm vào cái ở giữa đây này. Bấm vào đây cũng được, nhưng mà bấm vào giữa đây cho nó uh, thẳng. Thì cái ảnh này nó sẽ biến mất đấy, đi đâu nó chui vào giữa của cái trang này luôn. Đấy, thì thấy cái trang này nó chui giữa trang thì bây giờ chỉ việc là kéo. Nếu như mà cái này mà nằm ở đâu đó ví dụ như này chẳng hạn thì cũng không sao cả. Cái ảnh nó vẫn nằm ở đây. Thì mình chỉ việc kéo cái này. Đấy, đưa đến đây là xong. Nếu mà muốn chỉnh kích thước thì cho to nhỏ thì cho to nhỏ như này. Đấy. Thế thôi. Thế